Đó nè, đây là con thằng lằn khổng lồ đã có rồi kìa các bạn. Con này nó có bay lên nhìn như cánh đường khổng lồ màu hồng như vậy. Một chú thằng lằn khổng lồ ở đây ta có thể xuất hiện rất là sớm luôn nha, trước cả thằng này cũng lâu luôn. Đây là con Dimitron, một con khổng lồ khá là hung dữ luôn. Đây, lằn rất là bén luôn nè. Đây mình có gì đây, Ankylosaurus khổng lồ các bạn. Chưa kìa.
chữa sữa khổng lồ luôn kìa, thấy không, màu sữa kìa, 10 tấn luôn. Spinosaurus, các bạn, khủng long với cái lưng nhìn như cánh bừa màu cam, và con khủng long này nó phải nói là rất là hung dữ luôn nha. Con này là nó cao tới 6.7m nhờ vào cái bay lưng của nó nha các bạn, tổng chiều cao của nó luôn nha. Đây là chú Spinosaurus Spino đây các bạn, miệng khá là dài giúp em thấy sữa Spinosaurus màu đỏ nhìn ngầu quá trời luôn các bạn. Đây là Spinosaurus siêu to lớn luôn nha, những ngầu siêu đẹp. Đây cá này không? Các bạn, một loại khủng long chạy khá là nhanh, tốc độ khá là thông minh vì nó bộ não to hơn rất là nhiều so với những loại khác các bạn. Đấy, nếu mà là sống thời kỳ thì chúng ta lại chưa có thể hiểu được chúng ta nói gì được, rất là thông minh luôn. Con Velociraptor đang nằm nghỉ ngơi các bạn, đây con khủng long Velociraptor của mình đang ngủ nha các bạn. Đấy, nhìn vui chưa kìa, thấy chưa, tập lên bên này. Wow, một khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn, này là khủng long cổ dài Brachio nha các bạn, to chưa kìa, cơ bắp đồ này nó nhìn rất là cứng luôn, thấy không? Đây, còn một nữa là phần hình nha các bạn, chưa kìa, đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus nha. Wow, và đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đấy, nhìn nó ngầu chưa kìa, nó nhìn to chưa. Tiếp theo mình quay về đây các bạn, T-Rex khổng lồ các bạn. Đây, một con khủng long
chú khổng lồ luôn, Tyrannosaurus siêu to lớn luôn thấy không. Nhìn răng của nó đây bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Con này nó có cái màu vàng khá là đẹp luôn nha. Còn cái bắp như thế này nè, nhìn khá là hay luôn nha. Đấy, răng này. Mọi chú đang trong bữa của bạn, đây là một bạn T-Rex Tyrannosaurus của bạn, nhìn khá là vui đấy nha. Đấy. Dilophosaurus các bạn, đây là khủng long Dilophosaurus. Và các bạn nhìn đẹp chưa kìa. Đấy, còn Dilophosaurus này có hai phần, hai cái này nó bằng bằng nó bằng bằng nó bằng bằng này đẹp chưa. Sừng lại siêu nhọn luôn. Con này có màu xanh dương nhìn khá là bắt mắt đó nha. Ủa hôm sau hôm chỉ sừng rất là nhọn luôn chứ không phải siêu nhọn nữa. Con này sừng nhọn cực kỳ luôn nè. Của mình chơi sờ lót kỹ rồi nha luôn. Chơi sờ lót kỹ vậy. Vậy đây Mamenchimosaurus các bạn, một loài khủng long cực kỳ to lớn của thời tiền sử. Đây là con Mamenchi nha. Sở hữu một chiếc cổ khá là dài lên tới 12 mét và cái phần lăng rất là bén luôn các bạn. Con này nó nặng từ 90 đến 110 tấn và nó rất là to lớn luôn nha các bạn. Mamenchi xuống rất khổng lồ luôn, là một con khủng long cực đại, cũng là cổ dài với cổ dài lên tới 12 mét thì các bạn, rất là to lớn luôn. Đầu chưa kìa. Đấy, và đây mình có gì đây các bạn? Stegosaurus, kiếm long Stegosaurus nha các bạn. Của khủng long sở hữu những chiếc gai khá là nhỏ các bạn. Đấy, cho nó to chưa kìa. Ngoài nó có 4 cái gai đuôi khá là bén luôn này không. Chú Stegosaurus khổng lồ luôn, cực kỳ to lớn, màu xanh dương kìa. Wow, tiếp theo mình có gì đây? Stegosaurus kìa các bạn. Đây là khủng long Stegosaurus với những chiếc gai khá là nhỏ trên lưng kìa các bạn. Đấy, kiếm long Stegosaurus nha. Ankylosaurus các bạn, cũng là sở hữu rất là nhiều gai trên người luôn kìa đó. Đấy, con Ankylosaurus khổng lồ với cái phần đuôi này các bạn, rất là chắc luôn nha. Đấy, đây là con Ankylosaurus của mình đây các bạn. Đấy, nhìn gai như gai nhím ấy. Đấy, nhìn con Ankylosaurus có hơi chưa kìa các bạn. Wow, rhino, một cái tê giác các bạn. Đây là con tê giác của mình đây các bạn, một con rhino màu xanh nha. Đây là con tê giác xanh khá là hiếm trong tự nhiên luôn. Đấy, nó chỉ được gặp ở trong những cái sở thú nha các bạn. Đấy, đây con tê giác của mình này rất là to lớn với sừng rất là nhọn này. Và đây mình có gì đây? Abatosaurus đây các bạn, to chưa kìa. Đây là con khủng long thuộc họ khủng long cổ dài Abator nha các bạn. Lưng của nó có màu xanh xanh mà cái người nó có màu vàng rất là bắt mắt luôn đấy không. Đấy, chú khủng long Abatosaurus khổng lồ lên đây. Và tiếp theo mình có gì đây? Stegosaurus các bạn, con khủng long sở hữu rất là nhiều gai trên người luôn các bạn. Đấy, 4 cái gai đuôi khá là cứng luôn nha. Đây, chú khủng long Stegosaurus khổng lồ của mình đây. Đấy, nó có một cái màu xanh rêu rất là đẹp nữa này không? Wow, chú Stegosaurus của mình đây, con khủng long sở hữu gai khá là nhỏ nhìn cái gác nói. Đây chà. Stegosaurus, đây là con khủng long Stegosaurus màu vàng các bạn, có sừng rất là nhọn luôn thấy không? Đấy, một con này có lưng của nó màu xanh này, hay chưa kìa. Đây là chú khủng long Stegosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Đây, Stegosaurus khủng long thuộc họ năm sừng. Wow, và tiếp theo mình có lại hình các bạn, một chú sư tử nha các bạn. Wow, đây là chú sư tử khổng lồ của mình đây các bạn, răng đồ này rất là bén luôn này ha. Đấy, nguyên một con sư tử với cái bộ bòm khá là đẹp luôn nha. Đây, các bạn thấy cái phần bòm sư tử của nó đây các bạn, đẹp chưa kìa. Tiếp theo mình có khủng long bọ chúa T-Rex luôn các bạn. Đây là khủng long bọ chúa khổng lồ của mình đây, của T-Rex màu xanh lá cây nha. Đấy, rất là đẹp luôn kìa đấy à. Wow, nhìn cái bắp của nó kìa bạn, bự chưa kìa các bạn. Đây là con T-Rex khổng lồ của mình đây. Con khủng long bọ chúa đang nằm nghỉ ngơi kìa các bạn. Đây là con khủng long T-Rex đang nghỉ ngơi đây các bạn. Đấy, ngày xưa kìa. Xịn chưa. Ồ, và đây mình có gì đây? Ồ, khủng long bọ chúa khác nha. Đấy, nhưng mà con này có những cái lớp bọt biển bao phủ lên xung quanh nữa các bạn. Đây, con T-Rex của mình nha. Xịn chưa kìa. Con bọt chúa khổng lồ luôn này, hai con tay của nó. Ồ, wow, những con lông to chưa kìa đó. Đấy. Khá là lạ này. Ồ, Stegosaurus đây à. Đây là một khủng long kiếm lông Stegosaurus nha. Các bạn nhìn to chưa kìa, đây là kiếm long Stegosaurus các bạn. Đây chúng ta có một kiếm long Stegosaurus.
nữa khổng lồ luôn.
sử đây các bạn, một con mùa xà sử nó khổng lồ với hàm răng rất là bén luôn. Sorrow thấy các bạn, đấy một con khủng long thuộc họ khủng long cổ dài, con này khá là Avato đây rồi các bạn, đây là khủng long Hamtosaurus khá là khổng lồ các bạn, đấy, to chưa kìa. Các bạn này khủng long Hamtosaurus này. Ok và tiếp theo là một con khủng long ba sừng Triceratops khổng lồ nha các bạn, này khủng long ba sừng của mình đây các bạn, sở hữu những sừng khá là nhỏ mọi người, nó có màu xanh lá cây nữa kìa. Khủng long ba sừng Triceratops các bạn, này là một khủng long khá là to lớn luôn. Nhìn rất là xịn luôn. Và đây là một chú bò khổng lồ 1 gram nữa các bạn. Đấy, một con bò siêu to lớn 1 gram với 2 cái sừng nhỏ nữa các bạn. Cuối cùng chưa đến ngày này các bạn, con rồng khổng lồ đang phun lửa luôn. Wow, các bạn thấy con rồng phun lửa to chưa, nhìn khá là xịn luôn. Chú rồng trong những hình thoại nha các bạn. Nó có cái lớp gì vậy, rất đẹp này. Ok, có vẻ mình đã rửa hết rồi các bạn, các bạn tìm kiếm hết khủng long ở đây nha. Nếu thích video quên like, subscribe.